mong sao cho tôi được sống mát mẻ, vững chãi và thảnh thơi. Thảnh thơi tức là tự do. Tự do đây là thoát khỏi bẫy sập của ngũ dục. Điều mà người xuất gia được thừa hưởng nhiều nhất là sự thảnh thơi. Một người xuất gia không có sự thảnh thơi thì không còn là một người xuất gia đích thực nữa. Dù người đó làm tới chức hòa thượng hay trụ trì hay thượng tọa, người đó phải xuất gia lại. Ca sa vị trước hiềm đa sự, trước liễu ca sa sự cánh đa. Nghĩa là chưa mặc áo ca sa thì than phiền là bận rộn quá, mà mặc áo ca sa rồi lại than phiền là còn bận rộn nhiều hơn. Như thế là đã mất sự thảnh thơi rồi. Mà mất sự thảnh thơi tức là mất đi ý vị đầu của người xuất gia. Thảnh thơi ở đây có nghĩa là không vướng mắc. Không vướng mắc, dầu là vướng mắc vào một cái chùa, vướng mắc vào một cái bằng cấp, một cái chức vụ. Thỉnh thoảng chúng ta gặp một vị xuất gia rất thảnh thơi. Nếu cần thì người đó phất áo ra đi rất dễ dàng, không vướng bận gì. Đó là một đặc điểm trong những đặc điểm lớn của một người xuất gia đích thực. Mong sao cho tôi được sống mát mẻ, vững chãi và thảnh thơi. Ta phải dùng cái công phu quán chiếu của ta, phải dùng cái thông minh của ta để tự hỏi xem trong đời sống hàng ngày ta có được cái tươi mát hay không, ta có được sự vững chãi hay không, ta có được sự thảnh thơi hay không. Nếu có, tức là ta đã có vốn liếng, và sự tu tập hàng ngày của ta là để làm giàu lên cái vốn liếng mát mẻ, vững chãi và thảnh thơi đó. Và mức độ thành công của một người tu có thể được đo ở chỗ đó. Dù có tu 20 năm, 30 năm hay 40 năm đi nữa, mà những chất liệu của sự mát mẻ, vững chãi và thảnh thơi ngày càng tiêu mòn, thì ta không thể nói là đời sống tu học của ta thành công.